Rồi hello anh em nha. Hôm nay lên tiếp một ít đồ nghe anh em. Không có gì anh em thấy mình đi bản thấy cái món này hay này chắc ai cũng cần hết cho nên mình quay clip này luôn. Để mình giới thiệu cho anh em ha. Cái này là cước thao, cước đồng, cước inox á nghe anh em này cho anh em nào vệ sinh mấy máy móc hay là nói chung là cái gì cũng được này. Này cước bằng đồng, không có đau chân, không có đau tay. Này là cước inox. Rồi, hàng quá hôm qua thì anh em mua đã mình đã gửi hàng hết rồi nha. Thì hôm nay những sản phẩm còn sót lại thì mình sẽ nói tiếp vấn đề này. Thì mình có ghi cái clip hôm qua, anh em nào chưa xem thì có thể xem những sản phẩm hôm qua rồi nhắn tin cho mình ha, cái nào còn mình báo còn, cái nào hết mình báo hết. Này còn mấy cái đèn pin nè anh em, 150.000 cái đồ, đèn pin đôi đầu nha. Hàng này mới chưa sử dụng. Nó sử dụng pin một pin 2A nha anh em. Một pin 2A nha. Nguyên zin nó là không có kèm theo pin nha. Vậy mua pin 2A pin sạc hay không sạc thì tùy thích. Có màu kiểu này màu nâu đen này, màu này cũng như trầm tính này. Có màu này tím hồng tím than gì nè. Muốn kêu màu gì kêu, 150.000 cái nha. Hôm nay có lọc những cái pin A123 nội trở cao này mình đóng giá rẻ cho anh em xài. Lý do mình lọc ra mình không đóng theo giá bình thường. Thay vì bình thường mình đóng hoàn thiện là 500.000 đồng nhưng hôm nay mình hoàn thiện cho anh em chỉ 400.000 đồng. Vẫn là cho bảo hành cho anh em 1 tháng ha. Còn không bảo hành dưới trường hợp là sạc hư nha. Còn anh em nào có điều kiện thì mình chơi pin siêu xả cho ắc quy. 8 viên này mình sử dụng là khoảng 5 ampe thôi. Tức là anh em chạy khoảng 70-80 km/h nó mới đầy pin. Ủa không đầy pin nữa, mình lóc qua cái mạch này nó cản là điện lại nó còn có 15V nè. Tức là mình dùng là ta pin này 8A mình dùng khoảng là 5A là siêu bền. Khẳng định là siêu bền luôn, trừ khi sạc hư là nó mới đánh thủng băng mạch ha. Cái sạc trên xe mình hư nó đánh thủng băng mạch nó sẽ mới gây ảnh hưởng đến pin ha. Chỉ đi vô được cái vỏ cao IT5 thôi nha anh em. Tức là vừa rồi mình đóng mấy cục pin cho mấy anh xài xe SH á để cực khỏe. Để mạnh hơn ắc quy mới luôn nha. Đương nhiên giá trị nó thì là 650.000 đồng. Tại vì mình rút ngắn cái thời gian bảo hành lại cho anh em mình để cái tối đa cái chi phí cho anh em nha, chứ tỷ lệ hư nó rất là khó nha. Nói rõ mình nói rồi, những cái này mình đã nói rất là rõ nha anh em, chứ không phải là mình nói mỗi clip trên YouTube này mình vẫn còn để đây anh em chứ nha. Mua thì mình vẫn bảo hành 1 tháng, còn muốn bảo hành lâu dài thì mình sẽ bảo hành lâu dài, thì anh em phải bỏ thêm chi phí chứ không phải ăn chùa hoài được nha anh em, không cảm giác mình nói rõ rồi. Đây nè, nội trợ 8.2, 8.3 thì dung lượng đóng 2B 8G nó còn khoảng 4A hoặc hơn 4A, qua mặt là 4A đi. Nếu mà mình đầm giữ những cái này mình đóng mình bán cho anh em 500.000 đồng mình vẫn bảo hành bình thường hàng tháng hàng năm nó cũng không sao nha. Nhưng mà mình đâu đó nó rõ ràng là nội trợ cao mình lọc ra mình bán rẻ lấy công mình bù lại cái tiền lỗ pin, không có lời coi như là không lời luôn. Lên mạch hợp hoàn thiện cho anh em là 450.000 anh em. Đó, 450.000. Nè, vô hộp này 8 viên. Anh em dùng xe nào thì anh em báo thì kích thước bình thì có thể khác nhau tí xíu. Thì anh em cứ báo mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em ha. Lưu ý là hoàn thiện là 450. Còn muốn pin chuẩn hơn vẫn có nha, pin nội trợ cực đẹp là dưới 6 thì đương nhiên nó sẽ đắt hơn thằng này khoảng 150.000. Tức là pin đủ 5A luôn ha. Tiền nào của nấy nghe anh em, anh em chú ý cái khoản này nha. Anh em mua ắc quy 450k và anh em nhắn cho mình. Còn anh em muốn pin xịn hơn thì anh em liên hệ nha. Còn cái này chỉ vô được cái hộp cao anh em, còn này là hộp thấp không vô được ha. Thấp cho xe quay á. Tại vì vô này nó cấn nó đội ha. Nó đội cho nên không lắp được, lắp cái bình cho xe quay. Ví dụ như xe Honda Click á nó sẽ cao hơn. Còn này là máy xe ra Vision rồi nè. Quay Vision rồi đó. Cũng như là đúng là đáng tiền luôn ha. Anh em chơi món nào thì lưu ý kỹ cho mình ha. Bao chạy cho 1 tháng là anh em sử dụng một cảm nhận trong 1 tháng đó là anh em biết là chất lượng nó sẽ như thế nào. Sẽ vô báo giá sau nghe nè. Cái này để riêng cái clip hôm qua còn một số sản phẩm mà còn nhiều hàng á. Mua kèm sản phẩm thì giao 50.000 nha. Hôm qua thì mình bán là 200 cái thì giờ còn lại chắc mấy chục cái à, mình lọc ra. Có một số nó bị gãy bét anh em. Không phải gãy bét, kiểu như hơn gãy cái đầu thổi nè, để nói rõ cho anh em ha. Bên đây hút thổi, cắm ngược lực bên đây hút, bên đây thổi cái nào cũng được. Nè, anh em thấy không? Tại cái này nó bằng nhựa nên là những cái đồ bỏ của người ta là mình
nói chung mình xài ké thì này, nó quăng quần lóc về cũng thể nó gãy, nhưng mà hôm qua mình giao không có gãy nha, cho nên mình lọc ra còn sót lại mấy chục cái nè. Nói chung là mục đích cái motor này cho anh em là những cái mỗi người mỗi mục đích khác nhau ha. Có người thì về chế gì đó chế, muốn lấy than để thay cho máy khác thì lấy, còn không thì mình chế gì chế. Này là cốt 2 ly nha anh em. Hôm qua mình có đo cái thước, mình ghi cái clip dưới anh em cứ xem lại nha. Và hôm nay mình bán cho anh em này thì nó rẻ hơn tí xíu, thôi bán nó rẻ cho anh em về muốn chế gì chế luôn, là một chục cái là 120.000. Đó, một chục cái là 120.000. Đó anh em, hợp lý chưa? Còn hàng chuẩn hôm qua vẫn còn đủ bét, thì nói chung là bán theo nhu cầu của anh em đi. Nhiều khi anh em cần cái đầu bét này thì mình vẫn là bán như thường lệ, bán lần 5 cái như thế này, 5 cái đầy đủ như thế này là 75.000. Anh em cứ nhắn mua 5 cái 75.000, còn là thằng này thì mình sẽ giảm đi tí xíu, coi như là 3.000 cái ha, tức là một chục cái là 120.000, tiền cước 25.000. Đó, anh em tham thấy nhu cầu mua nào được mua. Trong mấy cái này lợi dần từng ngàn, cho nên là anh em đừng kỳ kèo nha. Có anh thì mua, nói chung là mua vài cái motor mà kêu mình bao ship luôn, anh em nghĩ coi nó hợp lý không. Công nhận là cũng nhiều nhân tài đất Việt thiệt. 10 cái có 120.000, tiền ship 25.000 nha. Anh em nghĩ sao mua 5 cái motor kêu bao ship, nó không có hợp lý ở chỗ nào hết. Chưa mua là sợ tiền ship. 10 cái 120.000. Còn hàng này thì mình bán vẫn còn có chắc chừng 20 cái không, 20-30 cái thôi. Hàng này thì nè, lưu ý là ở cái này, còn cái thằng này thì nó gãi thôi. Bán lại cho rồi con trống nhà vừa về hàng khác nha anh em. Anh em cứ nhắn là 5 cái 75.000 hoặc là 10 cái 120.000 là mình sẽ biết là cái loại nào ha. Rồi còn có nhiêu đó anh em chốt tiếp ha. Nay hoàn thiện cho khách một máy hàng xe pin thì mình cũng sẵn đây mình test chơi cho những anh em đang có ý định hoặc có nhu cầu. Thì cái này mình bán cũng mỗi năm thì mình xuất bán hàng tháng, thì mình xuất bán từ 5 cho tới hơn 10 cái, thì tương đương với một năm thì mình mất khoảng cũng gần cả 100 khách từ lúc ban đầu mua pin của mình về xài, xong rồi xem kênh của mình, xong rồi cái thấy cái máy cái này cũng thích anh em. Nói chung là cái DIY ai cũng có nhu cầu, thì từ từ dần dần anh em cứ nhín nhút rồi cũng mua được cái về, từ từ mình cũng mất khách đi rồi khách mới sẽ nhảo vào. Nói chung là bánh ít đi bánh quy trở lại ha, thì không sao, mình thì cung cấp các loại cho anh em, về dù pin mình cũng có bán, thì máy hàng xe mình có bán, hoặc anh em có thể mua pin ở nơi nào cũng được, về mua máy của mình cũng đóng được, và máy hàng pin ở nơi khác bán cũng có. Giá trị sản phẩm thì nói chung là nó sẽ tùy theo cấu hình, và nói chung là nó ở khác biệt nhau nó nhiều lắm anh em. Giá rẻ nhất mình đang bán là 1.900.000, rồi vẫn là bao tuốt tuần tuột cho anh em xài bền, nước bền, máy khỏe, chất lượng nha. Coi như là đảm bảo hỗ trợ lâu dài, không nay là gần 3 năm không ai hư hao hỏng hóc gì hết. Nói cho anh em yên tâm ha. Biến áp đồng thanh này 900E cho anh em xem cận cảnh nè. Dài con linh kiện về thôi mà bán mấy triệu bạc nè. Biến áp mẹ, biến áp con, mạch mình có lắp trên tụ, công tắc nằm bên đây nha. Tai hàng ABG và tai hàng này cho mình thay đổi cái tai hàng này, cái tai hàng nhựa đen thì nó cũng rẻ hơn có vài chục ngàn à, nhưng mà mình thay đổi tai hàng này đồng hôm nay lên đó nha em. Cái gì giờ nó cũng chi phí đắt đỏ hết, nhưng mà bán lên thì nó khó lắm, cho nên mình cũng bán cái giá cũng tương đối cho anh em thôi. Và đặc biệt hôm nay mình làm cặp kim này bằng đồng của Nhật Bản luôn, chung là cũng sưu tầm ra bãi lượm mấy cái đồng của Nhật nha em. Này là cặp kim đầu tiên mình lên sẵn là bán cho khách luôn nè. Con này thì mình đã bán rồi ha, 2.250.000 cặp kim đồng của Nhật. Nói chung là phải tiện gọt, ủa mình phải gọt mài rồi anh em. Đồ làm sẵn hết thôi, nói mình ráp mình khét lỗ không mất một buổi. Nói cho anh đi biết thời gian mình làm một viên áp này mình không chiên thì anh em phải mất từ trên khoảng tầm 2 ngày.
Đó, chứ không phải mà làm bữa lấy liền được. Rồi cái món này chắc là anh em, nhiều anh em là sẽ, nói chung là ai cũng sẽ cần ha. Lưu ý mình sẽ bán nửa ký, bán theo ký ha, bán theo ký nên chú ý cái đó. Anh em có thể mua nửa ký hoặc là mua một ký, mình sẽ báo giá rõ trên đây, anh em muốn mua nào cỡ nào theo nhu cầu của từng người ha. Và anh em muốn cảm thấy ít quá thì anh em nào có tài khoản thì anh em trả tiền trước, mình giữ hàng lại, khi nào có thể là gom 2-3 mã thì mình ship một lần nha, để đỡ tốn tiền ship cho anh em ha. Còn cái nào mình bao ship thì chuyển khoản, mình bao ship thì mình sẽ nói rõ để anh em muốn ship thì ship. Rồi vô vấn đề chính. Cái này hàng xịn luôn. Đây là cước inox. Đây là cước thao, đồng thao. Đây cước là cước dây, kiểu như dây gân á. Đường kính khoảng 5 cm. Đường kính này khoảng 2 cm. Này khoảng nhỏ hơn tí xíu, chắc mười mấy ly thôi. À, qua camera em thấy nó nhỏ này. Bằng inox nha anh em, cái này bằng inox nha. Inox thì nó cứng hơn thao. Thao thì mình anh em chà vô đây á, nó cũng không có đau tay đau chân mình nữa ha. Đó, nó lên móc luôn nè. Cái này anh em vệ sinh lóc mái ha, cổ bô này nọ các kiểu là tuyệt vời luôn ha. Nhất là những anh em làm gia đình cũng được, anh em nào kỹ tánh rửa xe mình chà bụi bùn đất, kể cả máy pin cũng vậy ha. Ví dụ mình lấy cái cước thao này mình chà, nó dính bùi dính đất trong kẽ, anh em lấy bàn chải, thường thường anh em lấy bàn chải nó răng hai bàn chải nè, chà nó không sạch bằng này đâu, nó không, nói chung nó cũng chà đừng mạnh quá, nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhựa ha, mình chà lướt lướt như vậy bùn đất nó ra sạch bu. Trước đây không có cái này thì mình vẫn dùng bằng những cái cước thao này để vệ sinh rồi máy móc. Đây những cái bàn chải bãi nhật đây nè, chà ra sạch đồ bà cổ luôn ha. Cho anh em hiểu biết thêm. Và này là thiết kế chuyên dụng, dùng cho những cái nó tạo ren, nó làm cái ren này anh em thấy không nè, nó có làm ren này để dùng cho máy móc, máy chuyên dụng gì đó. Thì mình nói chung là mình về mình kẹp khoan bình thường ha. Cái này nó cốt thì nhỏ nè, dễ nè, kẹp 10 ly rồi thoải mái. Đo trên đây thì đúng 10 ly luôn, còn đo dưới cái ren đây thì là 6 ly, kẹp vô là chạy thôi. Đây mình kẹp cho anh em luôn. Nó quăng hay gì đó thì anh em cứ bẻ cái này lại, tại nó cho nó vô nó không đồng tâm, nó quăng ha. Nó không đồng tâm nó quăng, còn không mình chà tay ha, mình bẻ ngay lại. Thấy không? Kiểu như cái này nó bị ấy, nó thông á, cho nên nó sẽ không đồng tâm những cái hay nó xoắn lại nè. Bẻ lại ha. Nói đơn giản dễ hiểu vậy. Bán theo ký nghe anh em. Còn cái này, ủa, còn cái này, hai thằng này dư cốt nó lớn hơn. Là 12 ly 7 vậy. 12 ly thì 2 ly. Thì anh em muốn dùng kẹp khoan nào có máy khoan 10 ly như thế này, như máy này 10 ly là không kẹp được thì mình có thể mài bớt đi ha. Nguyên bản là nó có cái ren sẵn luôn nha anh em. Đó, hàng xịn sò luôn. Rửa xe hay là rửa máy móc, kỳ cọ hòm hố rồi máy cái gì cũng được ha. Sửa lốc máy, dính nhớt dính bụi lâu ngày, cổ bô rồi nó bám đất, đầu bùn đất đỏ nào, nhất là cổ bô này nọ đó. Còn cái này thì có thể mình cũng được, nói chung là dùng đa năng, nhiều gì cũng được. Mấy cái này xài bền lắm anh em, xài biết khi nào cho hư. Và mình sẽ bán cho anh em là nửa ký với giá là từ nửa ký ha, 1 ký là 250, bán nửa ký giá không cao hơn luôn, 125.000. Và lưu ý mua 1 ký chuyển khoản mình bao cước, còn nửa ký mình không bao cước với mọi hình thức. Anh em có thể mua thêm một chục cái motor nữa thì cũng mình có thể mình bao cước. Ồ, báo lỗ rồi. Bao cước 20.000 nó cũng hơi tê như này. Nói chung anh em mua thêm một cái sản phẩm gì giá trị trên từ 100 hơn 100.000 nữa đi, mình sẽ bao cước ha. Ví dụ mua nửa ký này
họ mua một ký cước này thì là 250.000, chuyển khoản mình bao cước luôn. Đây thì tình hình mình đã lựa rồi, mình đã cân được khoảng 1 ký nè, để mình 1 ký nó là như thế này, 2, 4, 5, 6 cây này, 7 cây lận em, 7 cây lận nè, 7 cây. Mình ví dụ nha, để chút mình nói tiếp, tại vì nhiều khi nó không đồng bộ nhau. Ví dụ có thể là cái cước inox này nó nhiều thì mình lấy bớt này lại, mình sẽ bỏ lại này, 6 cước inox. Là hết 7-11 ha. Đúng không? 7-6-13 rồi. Giờ mình gom như nè, 4 cái cước này nè, 4 cái cước gân này, dây gân này là 17 cái. Mình tính ra nó là nhiêu, nó chỉ hơn 10.000 hả nè. Nó đâu có 15.000, đâu tới 15.000. Tầm 15.000. Mình được cái hàng xịn. Đúng tí luôn. Cái cước dây gân này có thể nó sẽ ít, rất là ít nha nè, cho nên mình có thể là mua, có thể là mình bỏ 2 cái hoặc 3 cái cho nó đồng bộ ha. Mình nghĩ cái này chắc sẽ ít hơn mấy thằng này, anh em mua để dành hoặc là có thể chia bạn bè đồ xài nha, tại số lượng thằng này là nó một phần là nó hiếm, nó ít có lắm. Đây là cước inox cho nên là 500 nó sẽ không hít nè, mình thử nè, nó hít là nó hít cái cọng sắt bên trong. Ô, con thằng này không là cái cán này bằng inox luôn ông ơi. Nè, nó hít thằng này nè. Giờ còn để đây nè, rất là nhẹ, nó rớt. Đó anh em thấy chưa? Để đây nè, nó hít mạnh. Thằng này bằng inox ha. Rồi, giá bán của mình là 1 ký 250, chuyển khoản bao cước, nửa ký 125.000, tiền cước là tiền phí vận chuyển COD là 25.000. Anh em chuyển khoản thì có thể mua thêm sản phẩm khác hoặc trả tiền trước mình giữ hàng. Số lượng có vài chục ký thôi, mình bán có thể là anh em mỗi người mua đơn ký ký thì chừng 20-30 người là hết ha. Rồi tiếp theo vô máy hàng xeo pin. Đây hàng vài cái chơi thôi chứ nó là cho anh em biết mình bán máy hàng xeo pin thôi, chứ cái này là mình test nó cũng không phải là ít. Cho anh em nào đang có ý định mà muốn làm mà pin bọng này, máy này rất là mạnh nha anh em, mình làm với chung là đồng bộ nhau, biến áp 900, kể cả những cái dây nó không phải đồng thanh nhưng mà kể cả dây nó ra ngoài, dây em kiểu dây đồng nó quấn ra tai hàng luôn cũng mà vẫn mạnh bình thường, kiểu như tai hàng nó là kiểu như theo mod thôi, nhìn nó gọn nó đẹp thôi. Nhưng mẫu sau mình sẽ làm cái kiểu lên cái kia khác nữa, mình mới hàng 39 mối rồi. Quên thì anh em, con này con kiểu máy mài Makita này mình xài này hơn 2 năm nữa có hết than đâu, xài tối ngày luôn đó. Cái này mình lên cho nó chạy 12V luôn á anh em, cái này con của Đài Loan xuất Nhật, như hơn hai năm trước mình bán mấy cái này mấy chục cây một lô á, còn cây Đài Loan mình để mình xài nè, tại cái nhu cầu mình có rất là cao, giờ khi mài cái này cái nọ linh tinh nó nhiều lắm. Giờ ngồi đó mà dù cần mài gì đó mà đi gõ kiếm làm tay thì năm nào cho nó xong, năm nào lại có ăn. Mình mới chỉnh có này hơi khó thấy ha. À, xe cách ly không sợ, đừng sợ. Nó mà hàng 39 cái nó điếm lần hàng anh em nè. Đó 40. Thời gian này là thời gian, đây là công xung thứ nhất 25, thời gian qua xung thứ hai 01, cứ chỉnh như vậy chỉ xuống cho chỉnh về 01 thôi. Nhà xung thứ hai mình để có 35A, tức là 35A nó chạy qua cục dương. À cái này là thì thời gian nó qua 01 cho giặt hai xung liên tiếp luôn đi. Cho giặt hai xung liên tiếp cũng được. Cảm giác mình anh em sẽ không biết. Rồi. Cứ điều chỉnh như thế này theo ý mình. Chỉ chỉnh là chỉnh cái phần công suất cuối cùng. Đây là kẽm 0.2 nha. Tai hàng
chung là bây giờ này nó bong cái này ra để quấn băng keo lại. Đây, có thể lạnh đi đâu cũng được. Xúc cái này. Không có vấn đề lấy băng keo quấn này thôi, tại vì nó cái này nó bo không có sát. Tay hàng này nha, cho anh em xem hàng trực tiếp luôn. Nói chung là nhiều anh em mua mấy cái máy của Tàu cũng đáng tiền triệu, mà cuối cùng mà xài đâu được bao lâu nó bị hư, mình sửa cũng mấy cái rồi, hoặc mua ở đâu cũng tính giá tiền triệu chứ không có đâu tiền rẻ được. Tay hàng mình chỉnh cái lực rồi, nó rất là nhẹ ha. Tại ở dưới nó có còn ba vớ anh em. Mình ngồi dưới đất, cái tư thế ngồi dưới đất mình nhiều khi mình nhấn nó chưa đều, tay nó chưa đều cho nên bên dính bên hông ha, chứ không phải nó không dính đâu. Mới chỉnh 35A thôi nè, để mình cho khách trải nghiệm cái kim hậu kim đồng của Nhật này thử coi cảm nhận nó phải có khác gì không. Chứ giờ mua cặp kim Hàn Quốc á, cặp kim Hàn Quốc này nọ Samsung này nọ, họ bán cũng nhiều 50, ngắn có tí xíu, ngắn có tí xíu à, còn dài nó 150-200 lận. Trong kẽm 0.2 mà kẽm không xẻ rảnh này nó hàng nó sẽ khó dính hơn là kẽm mà xẻ rảnh như này. Món hàng rất là đẹp luôn, chỉnh nếu mà chỉnh đúng công suất của nó vừa ngấu mà vừa đẹp, vừa ngấu vừa đẹp. Cái này mình mài kim nó còn hơi nhọn á, tại vì mình chỉnh công suất nó vừa đủ, còn nếu mà chỉnh ấy quá thì mài kim bằng. Anh em thấy lủng lỗ nha, chứ không phải cần nó xé kẽm đâu, lủng lỗ là dính pin đó. Tại cái đây là cái đường dây điện này mình vẫn đang đi, nó khoảng mấy mét là nghe rất là xa, khoảng từ trên 3 mét. Ngồi cái vị trí này cho tới ổ điện là trên 3 mét, nó dài. Dây càng dài có thể nó sẽ giảm lực, em chú ý chỗ đó. Nhưng mà mình vẫn còn chỉnh cái công suất lên được ha, chứ không phải là không được. Rồi giới thiệu sơ cho anh em vậy thôi. Nhanh gọn lẹ như thế này là 2.250.000, về có thể là lụm lúa. Rất là ok luôn. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này, có nhu cầu thì hãy liên hệ mình mà chốt hàng nha. Mình ghi clip dưới, anh em chú ý xem, nếu anh em nào chưa xem clip hôm qua thì mình có thể xem lại nha. Rồi cảm ơn anh em, bye bye.